một bộ phim hài hước, lãng mạn nguyên bản nhất. Và lớn lên trong nhung lụa, chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc. Nàng từ nhỏ đã phải bươn chải với cuộc sống. Nhưng chẳng ai ngờ, vào một ngày đẹp trời, nàng thành bà chủ, chàng hóa nhân viên. Đón xem Cuộc đời như mơ, phát sóng lúc 18 giờ hàng ngày từ ngày 20 tháng 5 trên TV Star SCTV 11.